Đây đây yếu ở tù lăng này để quét hết luôn y chang mai yao a tu y chang mai yao a tu để hát được nha. Cái này chữ chữ bình chữ thái chữ bình họ thuộc thuộc cái nhịp bài con bướm vàng này hát rồi. À rồi trên chị khoai, trên chị khoai thật là kỳ lạ ha. Trên chị khoai trên 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 chị khoai, trên chị khoai à, trên chị khoai 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 chị khoai chị chị kinh nữa cả. Khoai khoai trên chị khoai trên chị khoai chữ khoai từ cách gõ hả? Trên chỉ, trên chỉ là trên, trên này thật là chỉ là kỳ lạ này. Trên chỉ khoai ghi, ghi 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 lại mấy chữ ở trên này. Tôi chuẩn bị sao xong rồi hát luôn á. Lại trên chỉ khoai là gì? Không có đuôi, không có đuôi hả? Trên là gì? Bây giờ ghi làm cái chữ bên riêng hay ghi bên riêng cũng được, nhưng mà nhớ cũng được. Trên là thật sự đúng không? Cái gì? Cái nhớ nhớ cái cách cũng được. Nhớ tức là nhìn mấy cái đọc cũng được. Và còn sao nhớ chữ? Trên chữ khoai là không có đuôi hả? Nha. Chữ Trên không chữ trên chữ khoai. khoai là nó kỳ lạ. À. Có chữ mio kìa. Thật là kỳ lạ, thật kỳ lạ. Kỳ lạ. Rồi, ok. Bán trên chỉ khoai là kỳ lạ ha. Trên chỉ khoai, khoai, khoai. Khoai. Trên chỉ... Chiều quá, chiều quá là. Chiều có làm gì không? Chiều học tiếng Anh. Tiếng Anh hả? Có lớp tiếng Anh hả? Chị khoai 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 trên chị khoai ở từ toàn ở từ hai trên chị khoai biết biết cái sao quên tiêu cái chữ con chẳng biết ngay bên gì để này để coi bên gì nó ở này trước này. À, mình coi cái này trước mình rồi mình xong mình ha. Đây lão hủ, lão hủ là con hổ. Đây này lên rư lão hủ, lên rư lão chỉ lão hủ bao tơ bao tơ khoai y chư mấy dọc ở tùa y chư mấy dọc khoai bao thật à à quay là chữ g ha. Chân quỷ quay chân chỉ thủy à vâng chỉ quay chỉ quay cứ lau hồ lên cứ chân chữ lau hồ tao quay bao tao quay bị chữ mấy dấu ở tùa bị chữ mấy dấu quay và trơn chỉ quay trơn chỉ quay à bây giờ hát quen của tao hỏi này nghe tao nha cái đùa lingo á hai người hai người bạn chơi chung với nhau được không? Được được không nó chỉ các bạn với nhau mình theo dõi nhau là chơi tới như thế nào rồi mình chúc mừng mình hỗ trợ người ta thôi chứ không có chơi chung nhau. Hỗ trợ là hỗ trợ sao? Kiểu như là ví dụ như các bạn đúng không, mình theo dõi cái tiến độ của người ta mình biết được người ta hôm nay học có học không, hoặc là
người ta hôm nay người ta đạt được bao nhiêu tuổi vận thì nó hiện lên là chúc mừng người đó đã đạt hôm nay đã đạt được bao nhiêu tuổi vận học trong ngày hôm nay. Dạ. Yeah. Con nhìn không? À, hát lại này. Nó là mấy triệu. Lên thư lau hù lên thư lau hù bao tơ khoai bao tơ khoai ý chung mấy dâu ăn tù ý chung mấy dâu quanh bạc con chị khoai con chị khoai lên thư lau hù lên thư lau hù bao tơ khoai bao tơ khoai ý chung mấy dâu ăn tù ý chung mấy dâu quanh bạc con chị khoai con chị khoai. Đó thấy chưa, cái đó là cái chỗ y chư mấy dầu thì nghe không rõ này, một con biết không, đây y chư mấy dầu ơ tùa lạng trừ lão hủ là có hai con hổ hảo tơ khoai là chạy rất nhanh, y chư mấy dầu ơ tùa y chư mấy dầu ơ tùa không có đuôi một con không có đuôi trên chỉ khoai là thật là kỳ lạ, trên chỉ khoai là kỳ lạ. Còn một con không có tay. Đúng rồi. Đuôi là gì? Một con không có đuôi là gì? À, này, là quay bàn. À. Y trừ mẹ dậu quậy ba. Y trừ mẹ dậu quậy ba là một con không có đuôi. Y trừ mẹ dậu quậy ba. Quậy ba là cái đuôi. Này, y trừ mẹ dậu quậy ba. Nó có một mấy chữ này, mấy chữ này thôi, ráng nhớ. Y trừ mấy dậu quậy ba. Trời lúc tôi về tôi đỡ ghét rồi, lắm trơn chỉ khoai, nó thật là kỳ lạ. Y trừ mấy dậu. Khoai. Bao nhiêu thôi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chị Thanh chị cũng thuộc bài ra đó hả? Ra ngoài. Mày chỉ với chị hả? Bây giờ. Chỉ ra gì coi chị Thanh á. Chị Thanh chỉ chịu khó nha, chị tìm hiểu anh chị thuộc rồi. Qua hát chung chị vui ghê. Qua học mấy giờ? Qua thì tới 6 giờ mấy, học tới 6 giờ mấy nói chuyện, nói chung là học xong rồi cái hội thoại hai chị em nói chuyện tiếng Trung. 6 giờ mấy luôn. À. Tại do thứ 6 thứ 7 là ta không học tiếng Hàn nữa không? Còn bình thường là phải học tiếng Hàn. Bữa sau tôi nhận bàn tôi tập khoe cho tôi cho mình xem cái bàn hả? Các bàn tiếng Hàn, bàn của bàn học ở đâu mà có bàn chắc kỹ như bàn tiếng Hàn là năm là 4 á, học online bữa giờ hả? Thi chưa? Bây giờ đi thi luôn hả? Thì đi lên mạng hả? Thì học online xong nó khóa nhà thì nó cắt các bạn á. Rồi. Bây giờ hát lại nha, nhìn vô đây thấy rõ không? Hey. Hát lại nè. Lên chư lâu, lên chư lâu, bao tơ khoai, bao tơ khoai. Đúng rồi. Đây, nhanh hai lại. Ít chứ mấy dâu ơ tùa, ít chứ mấy dâu ơ tùa. Chèn y khoai, chèn chỉ khoai. Lên chư lâu hù, lên chư lâu hù, bèo tơ khoai, bèo tơ khoai, ý chứ mấy dâu quay bà, ý chứ mấy dâu quay bà, chân chỉ khoai. Đó, giỏi rồi đó. Thì cứ hát vậy thôi, mấy cái bài này, này, hát lại này. Lên chư lâu hù, lên chư lâu hù, bèo tơ khoai, bao tơ khoai, ý chứ mấy dâu ơ, ý chứ mấy dâu ơ, quay bạn à. Tên chị khoai, này, đó, đây là phải gì đây ha? Đó, tên chị khoai, tên chị khoai, còn như vậy.
lau hù lên trừ lau hù quay ơ quay bàn ơ quay ấy trừ mấy dâu ơi cùng ấy trừ mấy dâu quay bà trơn chỉ quay trơn chỉ quay nè. Nhìn lại này, đàn cơ lao hù lên cơ lao hù bao cơ quay bao cơ quay ấy trừ mấy dấu ơi ấy trừ mấy dấu quay mà cần chỉ quay cần chỉ quay đàn cơ lao hù lên cơ lao hù bao cơ quay bao cơ quay ấy trừ mấy dấu ơi ấy trừ mấy dấu quay mà cần chỉ quay cần chỉ quay. Nào, tập chưa? Một lần nữa này. Đang trừ lao hù lên trừ lao hù quay tơ tơ quay ấy trừ mấy dấu ơ ấy trừ mấy dấu quay trông chỉ quay trông chỉ quay trừ lao hù lên trừ lao hù bao tơ quay bao tơ quay ấy trừ mấy dấu ơ ấy chứ mấy dấu quay bà con chỉ quay trông chỉ quay ha ha tính ra học là cái bài đây dễ mình phải hát được ha. Còn giờ quay lại có mấy cái mình đây mấy cái bài 12 nói chung vừa học học tới 214 bộ bộ thủ là cái học bộ để viết hả trên gì hả đúng rồi cho tôi xin cái đó được để cho con bé kia nó học học cái bộ trước cái tôi sẵn chưa xong bộ là của tiếng Nhật phải không cái này của tiếng Trung à tiếng Trung cái này, này thì sẵn chưa xong nó mới sẵn 80 bộ à ta tự ra học nó kiểu như học mà thuộc lầm 80 bộ thôi còn mấy chữ kia nó vào chữ hiểu không tức là bình thường là nhắc cậu kiếm chủ bị khác cũng móc quyết gì đầu nhân đi nhập phát quân mình bằng kỹ cảm đau đau lực bao bị phương thập bốc tiết kháng khử thì mấy cái đó mày phải thuộc rồi hiểu không còn mấy chữ sau là nó vào vô cái chữ mình nhớ luôn nè đứa nào mà đi cổn nhắc cổn kiếm chủ này việc chủ việc này ác này cũng quyết này nhị đầu nhân là nhân đi á nhi á nhập bát quân mịch băng cái chuyện đó kỹ cái đó là nhân đi á hả đúng rồi nhân đứng là nó một sạc còn cái kia là nhân đi tao coi lại chứ nhân đi giờ giờ chữ nhi đi này đây này à. Đây nhân đứng này đây kỹ nhân đi này rồi nhập bát quân mật băng kỹ khảm đao lực bao thủy phương hệ thập bốc tiết hán khư cựu đó chỉ vậy thôi này cũng giống y chang tiếng Nhật mà cũng gần giống nó giống tiếng Nhật nhưng mà vô chữ thì nó giản thể mình kết hợp thôi bảo quản vi thuộc nhưng mà cách đọc nó khác này chủ yếu là cái đây này chứ còn cái âm hán việt thì cái chữ nào cũng giống hết nhưng mà chủ yếu nhớ cái này hiểu không cho xin vài này được không cái này hay á về ôn về được, học được. Lại được. Học cái này để mai mốt viết nữa. Cái nào cũng xin hết mà có chịu học không nha này nói chung ngồi sẵn bài quá trời rồi. Rồi tạm đọc này hen hen là trời hen 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 ủa chứ tê tê em là tê hát thiên nè y a n thì đọc là thêm thật sự nó cái chữ này chỗ đây nó chen giữa là cái chữ a đó nè nhưng mà nó không biết vậy mình đọc là hen hen chữ tờ thành chữ thờ hen miễn hen chứ đừng có thiên hơn thiên là cái âm hắn hắn vị của mình này hen hen đúng không lặng lặng
lận cái chữ đây nó có hai cái đọc là ơ hoặc là ư. Lận lận ha. Rồi tiếp sẹn. À sẹn, sẹn là muốn, chữ giao cũng muốn ha, nào bữa trước chỉ đó. Rồi từ chain, chain là những chiếc. À chain. Rồi mẫu y, mẫu y. Ừ, mẫu y trận mây gian, trận mây gian. Ừ, trận mây gian là như thế nào? Chi trận mây gian đi như thế nào? Ừ, xẻo, xẻo che, xẻo che. Trong từ che che, xẻo che che che. Che che là chữ chị á, mà khi mình những cái người con gái này, mà chưa có chồng á, thì mình dùng cứ ví dụ như con trai thì mình thêm chữ a vô, ví dụ như là a trùng, a trùng là tiểu, là a trọng á. Con gái thì mình thêm là tiểu. À, thêm chữ sẹo vô. Sẹo chè. Ừ. Khửa dị. Khửa dị. Ừ, khửa dị. Ủa, khửa dị hay đọc là khửa dị? Khửa dị, khửa dị. Nghe khửa dị. Khi mà nó đứng đầu cao á, mấy cái này nó đứng đầu cao á, thì mình là bỏ chữ y đây. Còn nếu vô đây thì mình vẫn là khửa dị. Khửa dị. Ừ. Rồi. Sừ. Sừ. Ừ, sừ là thử ha, không, từ sừ đây là thử cậu. Ủa? Sừ. Này đọc là sư chứ sao đọc là sừ. Sừ, sừ, sừ á, sừ, tại do nó chứ ư mình đọc là sừ, tại do nó âm này, sừ. Ư ừ, thì sừ, còn cái chữ đây chữ sừ nữa nè. Đây nè, nhưng mà nó khác ha, cái là chữ là, đây nó vừa có nghĩa là đúng, vừa có nghĩa là là. Sư. Ừ. Làm thử đi, nói sao. Ừ. Đúng rồi. Này này trua, này trua sự, sự. Này trua sự. À này này chua sự. Bạn bằng thử làm một chút à, này chua sự y sự. Bạn thử thử làm thử đi, hoặc bạn thấy mặt nó thử đi. Này này chon. Chon sự. Này chon, chon là mặt ha. Này chon sự. À này chon sự. Sự. Nó này chọn sự hoặc là này chọn sự ý sự. Làm mặt thử đi. Rồi ta. À. Ta 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 nó kết hợp với bộ số 1 này, bộ bộ nhắc với bộ bộ nhắc và bộ bộ nhân thì ra chữ chữ đại tà. Ừ. Tà con cung voi nhớ luôn chữ sẹn. Tà sẹn là con cung voi đại tượng. Tà sẹn. Rồi trái ngược với chữ chữ tà thì sạo. Sạo. Ừ, sạo là nó. Rồi dĩ lơ, dĩ lơ là nó sau cùng á. Dĩ lơ, dĩ lơ. Ừ, dĩ lơ vô cùng. Vô cùng rồi, sao? Vô cùng. Trong từ cực, cực á, đây chữ cực ha. Cực thì nó trong từ vô cừ á, trong tiếng Nhật nó có từ vô cừ quan bằng từ ha. Vô cừ là cũng rất. Rồi. Toàn. 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 Toàn là ngắn. Từ tròn là dài. Rồi, từ chai. Chai trong từ. Chai trên á. Ừ, là từ tái chai. Chai dầu, chai dầu, cố lên. Ừ. Ừ. Rồi. Ỉnh leo. Ỉnh leo. Ỉnh leo là thức uống. Ỉnh leo. Ừ, ỉnh leo là thức uống. Ừ. Len sĩ. Len sĩ. Len sĩ là luyện tập. Len sĩ. Ừ. Len sĩ. Ừ. Rồi chọn, chọn nãy nói là chọn là mặc. Mặc. Chọn y phụ. Là mặc. Chọn y phụ, mặc quần áo. Ừ. Rồi. Y phụ. Y phụ. Em tự do cái này là lấy cái của tiếng tiếng Đài Loan á, thì nó có cái chỗ nó đọc hư, thanh điệu hư khác với giọng Bắc Kinh xíu không?
y phụ, mình thử y phụ, cái đó đọc y phụ. Y phụ. Rồi. Bay. Bay. Bay, bay, bay lên. Can bay. Can ly. Ừ. Đúng rồi, can bay. Bay một ly. Ừ. Rồi, trạng. Trạng. Ừ. Trạng là dài. Còn ngắn là gì nãy mới học rồi nhá. Sẹn gì đó. Ừ, rồi nó giờ là học không đi bài rồi. Chữ toán á. À. Rồi, sơn chữ. Nào sẹn nào. Sơn chữ. Toán, toán với sẹn gì? Toán là ngén. Toán. Toán này. Toán là ngén. Toán là dài. Rồi, sơn chữ. Sơn chữ. Ừ, sơn chữ. Sơn chữ là từ mới, từ vựng. New word. Rồi, xẹo. Kia là xẹo. Nhỏ là xạo, còn này là xẹo. Ê, tua xẹo là bao nhiêu? Xẹo. Đúng rồi. Nhưng mà đi riêng ra là nó nghĩa là ít hả? Đúng rồi. Rồi. Tua xẹo. Ừ. Bây giờ gửi cho cái line 10 số 12 đây ha. Giờ tao gõ cái bình dinh cái bài số 12 này. Rồi ừ. Nhớ gì? Nè, muốn lấy luôn cái 22 vở mùa thủ đúng không? Cái nhóm học tiếng Trung ở Chùa Lá còn liên lạc được, nói chuyện nữa. Ừ nha. Nhóm tiếng Trung hồi đó vậy chơi. Tiếng Nhật ở Chùa Lá còn liên lạc không? Còn. Đó. Rồi, thử làm cái đàn xíu này. Này. Duolingo này. Nó ví dụ như ông hôm nay bạn đó không, cái bạn ấy ổng thì ổng hôm nay mới chơi được bao nhiêu điểm thì mình chúc mừng ổng thôi. Đây ví dụ như tăng cái số điểm là tăng tiếng Trung là được 11.481 đó. Ví dụ như tổng ví dụ như buổi sau mà tăng chơi tăng được 500 điểm, 500 học 500 nữa thì nó sẽ hiện lên dưới trần. Các bạn đi đó, không có chơi rồi các bạn đi. Các bạn chỗ nào ta? Các bạn như ở dưới kìa, kéo xuống, bên phải á. Đó, 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 sạch kìa, sạch bên vai gì kìa. Dưới kìa. Ok. Thứ gì? Trọng là gì? Hữu trọng 0810. Hữu trọng 0810. Hữu trọng 0810. 0810. Này phải không? Đúng nha. Đúng rồi. À. À. Trọng mở lên của trọng đi. Ví dụ như bây giờ tao đang học tiếng tiếng Trung tới mức độ này, trọng học hôm nay trọng là tao biết trọng học như thế nào. Ví dụ như bây giờ đang coi trọng học cái gì nghe, được nè, trọng có thể đi. Đó, à, trọng vừa học đang học tiếng Trung ngữ nghe đúng không? À, tiếng Trung bao nhiêu điểm này? Tiếng Trung là được 160.608 điểm. Tiếng Anh là được 14. Đó,
này chọn biểu cho thử tăng thử học này, biểu như chọn muốn theo dõi tăng đúng không? Tên của tầng là gì? Nha. Tên của tầng là tên của tầng là gì? Này này, mở. Nó qua chưa? Các bạn được chưa? Ủa sao không được? Như trọng chưa chấp nhận mà đúng không? Vậy vậy lóc. Rồi. Phải vô Gmail chấp mạc cái gì đó. Không phải. Được. Trọng vô cái chơi bình thường thôi. Rồi. Nhiều nhiều tầng. À, tầng này đúng không? Rồi như tầng học những cái ngôn ngữ này, đây là những cái ngôn ngữ mà tầng đang học đây. Đó. Đây tầng. Bây giờ tầng bấm cái tầng của tầng đâu? Cái gì tầng? Cái tầng trong đó. Tay thì này tăng thì vô gõ vô là nó hiện ra cái đó. Cái ví dụ như mấy bữa trước không có học hay thì nó, hôm nào học thì nó giữ lại, còn hôm nào không học thì nó trở về số không ha. Nè, học một cái nữa rồi nghỉ nè, không biết nó sợ đi hơi cao trình độ không biết làm được không này. Đây mấy cái trên kìa, học cái cuối chưa khó vậy sao học nổi. Đây chữ cung, cung là kiểu như trong từ cung mình á, là thông minh á. Cung trẻ. Trẻ kiểu như nó đến từ là không những mà còn. Rồi đa kê nếu mà đa kê cung chung ở đó, ở chị nãy, ở chị đây là kiểu như là không những mà còn á. Tha sĩ quan ban tru bể rỡn là cô ấy là thích giúp đỡ người khác. Nó là si enjoy help other. She enjoy. She enjoy. Sao người ăn nó rồi thử ha, tự nhiên chữ đây nó không có chữ người đây đó, xin cho ha. Rồi chữ trẻ nãy là chữ nhớ không? Đúng rồi, của ta trẻ trẻ bu tan này, cái này cái hàng có mẫu từ không những mà còn này. Thì tôi không bu sư bú sư, bú sư ở trẻ là không những thông minh mà còn là đẹp gái. Thì nó là my elder sister a not small. My elder a not small. Also. Also. The guy is beautiful. Beautiful. Not not only, but also. She not only small, but also beautiful. No. Rồi. Chữ trẻ này. Rồi. Một từ. Chữ sau. Rồi. Chữ cung mà. Ở này chê nè sao nè sao ơi, ở là từ nào nhá không ở
Rồi bây giờ coi nhớ không nha. Cung nè. Cung. À, trẻ nè. Trẻ. Trẻ. Ở nè. Ở. Ở. Hoa nè. Hoa. Hoa. Trẻ nè. Trẻ. Trẻ. 我们怎么样可以比别人好？ Ừ. Từ này lại này. 我们怎么样可以比别人好？ Ờ. 我们 我们怎么样可以比别人好？怎么样？怎么样可以比别人好？别人好。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 别人
người khác. Đúng rồi. Làm thế nào để giúp người khác tốt không? Ừ, thiếu cái tưởng rồi. Bị so sánh với người khác. Quả mình trời mời gian khởi gì bị vẽ rảnh hậu. Vẽ cao su vẽ rảnh. Rồi. Vẽ cao su vẽ rảnh. Đừng có nói cho người khác. Don't tell. Đó. Don't tell anyone. Don't tell anyone else. Tha bủ tài giỏi, ở trẻ thông minh. Rồi, tha bủ sư xoay, ở trẻ cung mĩnh. Anh ấy không những đẹp trai mà còn thông minh. Thì nó là he not only handsome, but also smart. Đây nãy có nhớ cái này không? Của mình, của mà trời mà giang, bởi vì bị thì cái đây là sẽ được 10 điểm như vậy. Tiến tầng nào rồi? Tầng 3 chưa? Chưa, thì cứ từ từ thì chơi từng bước nếu mà kiên trì mới được. Còn không thì cứ chơi xong rồi nó về lại. Rồi chơi xong cái này nó nghỉ nè. Lừa. Lừa trong từ vui vẻ ha. Lừa. Jun là mùa xuân nè. Jun. Lừa. Lừa. Bạn là vui vẻ không? À dù. Happy. Chế rư khoai lơ là cái ngày nghỉ thì vui. Happy holiday. Ở chung là một xuân. Tới giờ Trung Quốc thì rất là ngày mà lớn nhất, ngày lễ lớn nhất ấy. Thì nó là Ring Festival. Ring Festival is biggest favorite in China. Ring thiếu từ đầu ha, thiếu màu từ đầu. Rồi, cùng lại ha. Nhớ không? Lửa, xuân, hoa, ở, sinh nhật khoai lửa. Sinh nhật khoai lửa là chúc mừng sinh nhật ha. Cùng gì khoai lửa? Rồi, đây, làm đi làm lại mà không nhớ nữa, dở này. Xuân,
个借而中国人在春节喜欢穿红的衣服。中国人在春节喜欢穿红的衣服。中国人在春节喜欢穿红的衣服。中国人在春节喜欢穿红的衣服。在中国人在春节喜欢穿红的衣服。春节喜欢中国人在春节喜欢穿红的衣服。喜欢喜欢穿红的衣服。中国人在春节喜欢穿红的衣服。cái người Trung Quốc thì cái người Tết thì rất là thích mặc cái đồ màu đỏ ha. 明天是什么节日？ Ngày mai là cái ngày lễ gì? What's a What's a festival? What festival tomorrow? What festival is it tomorrow?春节是中国最大的节日。哪个大概来这么猜的嘛？嘛，我得到了呀。那 ，Spring Festival is the biggest festival in China. 明天是什么节日？What festival is tomorrow?Đó. Cứ mỗi bữa chơi một chút vậy. Trồng thử khi rảnh là cứ chơi vậy ha. Oh. Này, hôm nay đến đây nha. Okay. Giờ bây giờ học tiếng Đức rồi. Học mình hay học với ai? Nha. Không học với cô. Mẹ hả? Nó quen rồi nè. Từ nước ngoài hả? Xong mình biết rồi.